Hello, ta chào khỏ, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếng Trung cùng Nhất Thiền qua video có tiêu đề Chính sự, tâm trạng. Và chúng ta cùng nhau học nha. Sư phụ nói, 2 người的沟通, 70%是情绪, 30%是内容. Sư phụ nói, 2 người的沟通, 70%是情绪, 30%是内容. 2 người的沟通, 2 người, 2 người. Câu thông, giao tiếp, 70%, sự chính suy là tâm trạng, 30%, sự nội dung là nội dung. Sư phụ nói, 2 người的沟通, 70% sự chính suy, 30% sự nội dung. Chính suy bù đuổi, nội dung chứ hội nhiễu chứ. Chính suy bù đuổi, nội dung chứ hội nhiễu chứ. Chính suy bù đuổi, tâm trạng không đúng. Nội dung chiêu huệ, nội dung liền, nhiễu chư là vặn hoặc bị bóp méo. Chính suy bú tuệ, nội dung chiêu huệ nhiễu chư. Yên sự, mê ưu liang hào tờ chính suy, sô tờ zài đô, yê chỉ sư phá xịn. Yên sự, mê ưu liang hào tờ chính suy, sô tờ zài đô, yê chỉ sư phá xịn. Yên sự, vì vậy, mê ưu không có liang hào tờ chính suy, tâm trạng tốt, sô tờ zài đô, nói nhiều nữa. Dễ chỉ sự cũng chỉ là pha xịa, âm Hán Việt là phát tiết, có nghĩa là chút ra hoặc chút giận. Yên sự, mấy ở lãng hảo tờ chính sự, sô tờ chạy tua, dễ chỉ sự pha xịa. Y đoạn quan xì yêu chẳng chẳng chẳng, yêu xì hồi trọng của tạo cơ tử tờ chính sự. Y đoạn quan xì yêu chẳng chẳng chẳng, yêu xì hồi trọng của tạo cơ tử tờ chính sự. Y đoạn quan xì, một mối quan hệ, yêu chẳng chẳng chẳng, muốn dài lâu. Yào xue huệ, phải học được cách, trao cô tạo, quan tâm đến, cơ chữ tờ chính sự tâm trạng, cơ chữ của từng người. Ý đoạn quan xị, yào xiang tráng chiểu, yào xue huệ, trao cô tạo cơ chữ tờ chính sự. Ở bù sư thiên thiên bảy xie đa đạo lý. Ở bù sư thiên thiên bảy xie đa đạo lý. Ở bù sư, chứ không phải là, thiên thiên, ngày ngày, bảy xie, bày ra những, đa đạo lý. Đạo lý to lớn, ở bù sư thiên thiên bảy y xie đa đạo lý. Nhi đúng wo de xiao qing xu, wo ming bai ni de bu rong yi. Nhi đúng wo de xiao qing xu, wo ming bai ni de bu rong yi. Nhi đúng, bạn hiểu, wo de xiao qing xu, qing xu tâm trạng, xiao là những cái nhỏ nhặt, wo de xiao qing xu, tâm trạng của tôi, wo ming bai, tôi hiểu, ni de bu rong yi, bạn không dễ dàng. Nǐ dóng wǒ de xiǎo qíng xù, wǒ míng bài nǐ de bù róng yì. Duǎn de shì suì yuè, chǎng de shì zhēn qíng. Duǎn de shì suì yuè, chǎng de shì zhēn qíng. Duǎn de, điều ngắn ngủi, shì suì yuè là năm tháng, chǎng de, điều dài lâu, shì zhēn qíng là chân tình. Duǎn de shì suì yuè, chǎng de shì zhēn qíng. Gōng zuò hěn lèi, zǒng bù néng bù zuò bǎ. Công tác hẳn lệ, tổng bù nâng bù zuò bǎ. Công tác, công việc, hẳn lệ, rất mệt. Tổng, luôn, hoặc ở đây mình có thể dịch là cũng, bù nâng, không thể, bù zuò bǎ, không làm. Công tác hẳn lệ, tổng bù nâng bù zuò bǎ. Cảm tình zài giả, tổng bù nâng bù pòng bǎ. Cảm tình zài giả, tổng bù nâng bù pòng bǎ. Cảm tình, tình cảm, zài là nữa, zài giả, có giả đến đâu. Tổng bù nâng cũng không thể, bú phong bạ, không gặp phải. Cảm tình zài giả, tổng bù nâng bú phong bạ. Rèn sèng zhè dào tí, zěn me xuán dou huì you yì hàn. Rèn sèng zhè dào tí, zěn me xuán dou huì you yì hàn. Rèn sèng, đời người, zhè dào tí, câu hỏi này. Rèn sèng zhè dào tí, câu hỏi đời người này. Zěn me xuán, chọn thế nào, dou huì you cũng đều có, yì hàn, hối tiếc. Rèn sèng zhè dào tí, zěn me xuán dou huì you yì hàn. Zhēn zhèng de qiǎng zhè shì. Zhēn zhèng de qiǎng zhè shì. Zhēn zhèng, thật sự. Qiǎng là mạnh mẽ, zhè là người hoặc kẻ. Zhēn zhèng de qiǎng zhè, kẻ mạnh thật sự, shì là. Zhēn zhèng de qiǎng zhè shì. Yè shēn rén jìng shì, bǎ xīn tāo chū lái, zì jì fēng fēng bú bú. Yè shēn rén jìng shì. Bà xin thao chu lái, tự chỉ phong phong bú bú. Yê sân rấn chìng, đó là đêm khuya tĩnh lặng. Sứ là lúc.
把心掏出来lôi tim ra, 自己tự mình缝缝补补扣扣娃娃。夜深人静时把心掏出来自己缝缝补补。睡觉醒来又是信心百倍。睡一觉醒来又是信心百倍。睡一觉ngủ một giấc, 醒来顶着又是来信心tự tin百倍 trăm lần。睡一觉醒来又是信心百倍。活着就该逢山开路遇水搭桥。活着就该逢山开路遇水搭桥。活着 sống 就该 thì phải hoặc nên, 逢山开路 gặp núi mở đường, 遇水搭桥 gặp sông bắc cầu。活着就该逢山开路遇水搭桥。自度是能力，度人是格局。自度是能力，度人是格局。自度 tự độ, độ ở đây có nghĩa là vượt qua hay trải qua, 是能力 là năng lực, 度人 độ người, 是格局 là kết cấu。自度是能力，度人是格局。睡前原谅一切，醒来便是重生。睡前原谅一切，醒来便是重生。睡前 trước khi ngủ, 原谅tha thứ, 一切, tất cả, 醒来, tỉnh dậy, 便是, liền là, 重生, 重, đó là làm cái gì đó lặp lại, 生, sinh ra, 重生, được sinh ra lần nữa. 睡前, 原谅一切, 醒来, 便是, 重生. 世界上哪有那么多的将心比心? 世界上哪有那么多的将心比心? 世界上, trên thế giới,哪有làm gì có那么多 nhiều như vậy. 将心比心 là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. 世界上哪有那么多的将心比心。一味的付出只能灌出来更多的得寸进尺。一味的付出只能灌出来更多的得寸进尺。一味 một mực 的付出 bỏ ra 只能 chỉ có thể quản chu lái nuông chiều ra hoặc nuông chiều thành, cần tua đó càng nhiều, tứa xuân chinh trữ được voi đòi tiên. Ý vậy tờ phụ chu chỉ nâng quản chu lái cần tua đó tứa xuân chinh trữ. Thái quá khảo lưu bí rân đa cảm sâu, chú chú định tự chí bù hào sâu. Thái quá khảo lưu bí rân đa cảm sâu, chú chú định tự chí bù hào sâu. Thái quá khảo lưu quá suy nghĩ đến bí rân đa cảm sâu, cảm nhận của người khác.Chiều thì chú tiện đã định trước là chư chỉ bản thân bù khảo sâu không dễ chịu. Thái quá khảo lưu bí rấn đợt cản sâu chiều chú tiện chư chỉ bù khảo sâu. Soi à, yu sân mấy nằm chẳng, hãy sư trung yu tự chỉ. Soi à, yu sân mấy nằm chẳng, hãy sư trung yu tự chỉ. Soi à, vì vậy, yu sân quãng đời còn lại mấy nằm chẳng không dài như vậy.还是 vẫn là trung ý tự chỉ, trung thành với bản thân. 所以啊, 余生没那么长, 还是忠于自己。要活的还像自己。要活的还像自己。要活的 phải sống, 还像自己 vẫn giống chính mình. 要活的还像自己。师父说, 人一旦看透了, 就会变得沉默。师父说，人一旦看透了，就会变得沉默。师父说，师父 nói, 人 con người, 一旦 một khi, 看透了, 您 thấu rồi, 就会变得, thì sẽ trở nên, 沉默, im lặng. 师父说，人一旦看透了，就会变得沉默。不是没有了与人相处的能力。不是没有了与人相处的能力。不是, không phải, 没有了, vì không có, 与人相处的能力, đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch 能力 trước, 能力, 相处, chung sống, 与人, với người khác. 不是, 没有了, 与人相处的能力. 而是没有了, 陪人逢场作戏的兴趣. 而是, 没有了, 陪人逢场作戏的兴趣. 而是, mà là,没有了, đã không còn,
陪人逢场作戏的兴趣。Đây là cụm danh từ, mình sẽ dịch xin chui trước, hứng thú. Phấn trọng chua xi, phấn là gặp, trọng là trường hợp, chua xi là đóng kịch hoặc diễn kịch. Phấn trọng chua xi có nghĩa là gặp dịp góp vui. Phấy rấn, cùng người khác. Ở sự mấy hiểu là phấy rấn phấn trọng chua xi đã xin chui. Sau đây mình cùng nhau xem lại toàn bộ video này nha. Sư phụ số, 2 người的沟通, 70% là tình cảm. 30% 是内容，情绪不对，内容就会扭曲。因此，没有良好的情绪，说的再多也只是发泄。一段关系要想长久，要学会照顾到各自的情绪，而不是天天摆一些大道理。你懂我的小情绪，我明白你的不容易。短的是岁月，长的是真情。工作很累，总不能不做吧？感情再假，总不能不碰吧？人生这道题，怎么选都会有遗憾。真正的强者是，夜深人静时，把心掏出来，自己缝缝补补，睡一觉醒来，又是信心百倍。活着，就该逢山开路，遇水搭桥。自度是能力，度人是格局。睡前原谅一切，醒来便是重生。世界上哪有那么多的将心比心，一味的付出只能灌出来更多的得寸进尺。太过考虑别人的感受，就注定自己不好受。所以啊，余生没那么长，还是忠于自己，要活得还像自己。师父说，人一旦看透了，就会变得沉默。不是没有了与人相处的能力，而是没有了陪人逢场作戏的兴趣。Và như vậy là chúng ta vừa cùng nhau học tiếng Trung cùng Nhất Thiền qua video Chính Xu, Tâm Trạng. Hy vọng là video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧, 谢谢大家, 再见.